Sáng ngày 27 tháng 12 2019, tại xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, chuỗi hệ thống điện máy xanh thuộc tập đoàn Thế Giới Di Động đã chính thức khởi động chương trình ý nghĩa mang tên Cơm Dẻo Bếp Ấm nhằm lan tỏa yêu thương, sẻ chia một phần nào đó cùng những bà con vùng cao có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp có thể đón một cái Tết thật ấm no, trọn vẹn và đầy đủ hơn. Rồi, năm 2019 được xem là một năm khá là thành công của điện máy xanh, đánh dấu cái cột mốc là đạt 1.000 cái cửa hàng với 40% thị phần, và tăng trưởng trong năm nay cũng khoảng trên 30%. Thì để đánh dấu cột mốc quan trọng này thì điện máy xanh cũng lần đầu tiên phát động một cái chiến dịch cơm dẻo bếp ấm để trao tặng 10.000 cái nồi cơm điện đến dành cho đến bà con nghèo ở các vùng xa vùng sâu như thế này. Từ đây, chương trình sẽ trao tặng 10.000 nồi cơm điện cho những người dân nghèo trên toàn quốc nhân dịp Tết âm lịch 2020 đang đến gần. Từ sáng sớm tinh mơ, bất chấp giá rét, dưới nhiệt độ xuống thấp tầm 11 độ, các nhân viên điện máy xanh quên đi giá rét, hồ hởi bốc xếp quà, chuẩn bị chỗ ngồi cho người dân đến nhận quà được trao tặng chu đáo nhất. Dù là chương trình bắt đầu từ 10 giờ sáng, nhưng từ rất sớm, rất mong bà con đồng bào đã đến Ủy ban Nhân dân xã Tân Minh để xếp hàng, ghi danh, nhận phiếu và lấp đầy các ghế ngồi được xếp sẵn. Thời tiết khắc nghiệt như thế nào thì vẫn không làm tắt đi nụ cười và sự hào hức trên khuôn mặt những người dân nơi đây. Cô cũng rất là cảm ơn và cũng rất là vui. Cô cũng rất vinh dự được dự cái ngày tặng quà như ngày hôm nay. Bên cạnh đó, nhờ sự đồng hành của các đơn vị tài trợ như Panasonic, MyDear, Kangaroo, Sunhouse, Happy Cook cũng như sự đồng thuận của chính quyền địa phương huyện Đà Bắc, điện máy xanh đã phần nào hoàn thành trọn vẹn được sứ mệnh của chiến dịch cơm dẻo bếp ấm. Tại sự kiện, 200 nồi cơm điện đã được trao cho 200 hộ nghèo của xã Tân Minh. Theo đó, từ nay đến đầu tháng 1/2020, các siêu thị điện máy xanh tại mỗi vùng sẽ trực tiếp trao tặng 10.000 nồi cơm điện với tổng trị giá 8,5 tỷ đồng đến các hộ gia đình khó khăn thuộc 40 tỉnh thành trên cả nước. Hy vọng những chiếc nồi cơm tuy nhỏ bé nhưng là lời cầu chúc về một năm mới ấm no hạnh phúc của điện máy xanh gửi đến đồng bào khó khăn, làm ấm lòng những mảnh đời còn thiếu thốn. Và xa hơn nữa, điện máy xanh cũng mong muốn sẽ tổ chức những chương trình lớn hơn và quy mô hơn trong tương lai nhằm tri ân khách hàng, đem lại đời sống sung túc hơn cho mọi gia đình Việt Nam. Dạ, nồi cơm điện cho các cô cũng cảm ơn các cháu. Có cảm ơn các cháu lắm, có cảm ơn các cháu. Cảm ơn các điện máy xanh, cảm ơn.